Hey, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ chơi cặp ma lốc Hayate đối đầu với một bộ đôi siêu hút máu, đó chính là Caffeny và Helen. Thì chúng ta sẽ phải lên được con đao truy hồn sớm nhất. Đầu game thì tất nhiên là team bạn sẽ mạnh hơn rồi, nên là chúng ta sẽ đánh nhấp nhả, không nên quá hổ báo. Tại vì cứ đánh xong phần Helen nó lại hồi máu, để là chúng ta cứ từ từ. Ấy kìa, Adi cái thằng cũng rồi xong con biết. Chưa gì Adi đã fit một màn đao game này rồi thì cũng là quá nguy hiểm. Không sao, chúng ta sẽ cùng chờ đến late game. Quan trọng là thắng thua, chứ còn bàn cái DA thì cũng chẳng quan trọng lắm. Do đầu game mình vẫn chưa có sát xuất chuẩn nhiều và thì bạn hồi máu thì tất nhiên là nhiều hơn rồi, nên là thì bạn đã ép vô thì mình khá là mạnh. Ê ê, sao nguy hiểm nguy hiểm. Với sông sọc rồi. Rồi rồi, tôi biết đập đầu vào tường. Trời ơi. Và dưới này thì Zucavana đã ăn xong con tà thần. Thôi coi như hòa đi. Rồi thì bạn ăn được con rồng nữa thì à, thảo không chắc lắm để còn vừa mới ăn xong đây. À, chiều cuối này, chiều hai. Chiều một này. Ê, kia đã thật. Ê, rồi ai để mày thế không khó mà đó. Hỏi tôi đi lui đi. Đầu game mình chưa ăn được nó đâu. Đợi có đào rồi đánh theo sau. Ê, rồi xong chiều hai thì rồi. Nhưng tập mình đã thấy rốt ác xuống đây và giúp chúng ta sẽ dùng sứ của Caffeny. Rồi, ai lắm. Lấy chỗ luôn anh em. Ê, anh em có đánh nhau thì cũng phải chờ tôi tới nữa chứ. Siêu cấp sát thân chuẩn này. Bạc K6, rồi bây giờ mới được K6. Không sao, không sao. Mày nè. À, con này còn này. Rồi. Ê, chưa quấy. Ôi, sao. Được rồi, chưa quấy bất tử, sao chết trời. Ok, mình đã quay trở lại ở đây. Không sao, mình đã SP nên là để hy sinh cho team. Miễn sao team anh xanh là được rồi. À, đi làm gì đấy. Khả năng là team bạn đâu đó, đây rồi. Mới nói xong đã lập ló, đây rồi. Từ nhà mình sẽ dùng chiêu cuối bay vào. Tập hợp lại ở đây. Team mình đã đồng đủ, mình sẽ dùng chiêu cuối bay vô này. Xoang nè, cả 8 mà chưa được. Ê, nạ đã bay vào. Mình sẽ phải tốc biến rồi. À, rồi, thôi, nhiều mà cha đế đó. Để cho AD xanh chứ mình FP xanh cũng cũng được, nhưng mà chả cần thiết lắm. Hồi sao ít máu mình đi về. À, chiêu vấn này mình đây chú vân chú vân mày có phải hồ báo nhỉ mày nè. Rồi thôi bia chạy đi. Ui lì đi nó chá một phát hai con đần ngổm mày thế. Ok, mình vừa mới lên được một cái đao rồi nha. À, đánh nhau đây rồi, mình sẽ dùng chiêu quyết bay một choang. Ai trượt không sao. Tìm bạn làm sao bây giờ hồi máu kịp vững á. Bây giờ hai con siêu cấp sát sự chuẩn. Ây rồi sao AD rồi không sao. À, mày nè giáo. Tao sẽ trả thù cho AD. Ra thử không à. Giói nha. Giói nha. Rồi đó. Tìm bạn không bắt đầu kịp. Quét sạch. Chẳng chưa thấy end game ở đâu. Tại vì tìm nó còn 14 giây là ra rồi. Vật lực lấy chỗ đi anh em ơi. Chỗ đi gấu ơi. Lấy luôn chỗ này, lấy một đường chết đi xong vui vẻ anh em. Rồi, ok, vui vẻ. Mình nhận thấy AD vẫn còn chưa cối và mình có chưa cối. À, đi rồi, mình sẽ dùng chưa cối này. Sử dụng này rồi, kiểu mày nè, hồi báo đi coi. Đó, sau đó chạy về anh em ơi. Sau đó lùi nhẹ một nhịp, sau đó tấn công lên rồi, nó hết thôi rồi. Mình đã giao tranh dài hơi. Còn bọn nó chỉ có nhịp một nhịp thôi, nên anh em xử sạch của nó rồi. Giết được con Helen là cũng được rồi. Rồi con đó hồi máu, nhưng mà bây giờ có đau rồi thì hồi không chạy được bao nhiêu hết. Một không làm gì đây. Nga và quẹt nó phát rồi. Thì giờ hốt được đau đâu. Này rồi, cảm ơn. Ê, dùng chưa cuối để dọa thôi. À, chết được thằng Triệu Vân này. Triệu Vân này sát thương chuẩn đó. Cứu tao, cứu tao. Ê, rồi chạy hết rồi. Team mình đã chia cắt được team bạn ra làm đôi và bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao? Sát thực bao nhiêu ga? 2k7 cho một phát quẹt thôi. Còn AD này một quẹt này. Đặt ngóm 2k8 rồi. Rồi thì AD toàn luôn rồi. Ok, team bạn đã mất thứ hai người. Còn team mình còn nguyên thì chắc là win thôi anh em ơi. Này mà thua thì quá nhục luôn. Chủ đây, chủ đây. À thằng Triệu Vân. Ê, thằng Triệu Vân kìa bây.
Nguy hiểm nha, nguy hiểm nha, thầu không đâu rồi. Đây vừa mới nói sập rồi, xong toàn rồi, nhưng không sao, thì mình cũng còn nhiều mà. Mày bắt vẽ que thì quá sai lầm rồi, dùng chiêu để bắt AD, bắt chỗ đi anh em ơi, Green. Nè, với sự hy sinh và hỗ trợ nhiệt tình của mình thì cũng được ép đấu xấy thì cũng đảm được thôi chứ.